Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì sang nhà một người bạn chơi đó. Nhà người bạn có một chú Doraemon nhảy dây rất là đẹp. Cu Lì thích quá, Cu Lì mượn lấy ra quay luôn. Các bạn cùng xem nha. Doraemon lên dây cót là nhảy dây được đó. Wow, đẹp lắm. Cu Lì cũng thích lắm. Xin bạn ấy không có cho, bạn ấy chỉ cho mượn chơi thôi, nên quyết định của này lấy ra quay cho các bạn xem đó. Wow. Chú mèo máy thông minh, mèo máy nhảy dây, không biết cái này mua ở đâu ta, hôm bữa ra tiệm đồ chơi không có thấy bán. Doraemon mà nhảy dây được mắc cười lắm. Wow, đẹp không các bạn? Thích lắm. Để cô này lên dây cót cho nó. Rồi, lên dây cót nó cho nó nhảy dây. Các bạn cùng xem nha. Đây, nhảy nè. Wow. Dễ thương quá phải không? Rồi, hết dây cót rồi, phải lên dây cót nữa mới nhảy nữa. Đây, chú Huệ, nhảy tiếp nè. Các bạn thấy chó chó là do cái đèn của camera đó, của máy quay của cô Lì á, bật lên cho nó sáng á, để sáng mặt mắt nó chói, các bạn thông cảm nha. Thôi, bây giờ tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại những video lần sau.
siêu nhân với lại linh tinh thôi, không có up lưu cho mơ đó nữa.